Xin kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thể chế và chính sách phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hóa. Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Cả nước có hơn 21.000 ô tô sắp hết hạn đăng kiểm. Hà Nội lên kế hoạch phục vụ vận tải Tết năm 2023. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thể chế và chính sách phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hóa, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng về văn hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau ngày tổ chức khẩn trương, khoa học, hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến đề ra. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, các cơ quan, nhân dân và cử tri cả nước. Thể chế và chính sách phải kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hóa, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng về văn hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh và cho rằng phải bảo đảm các yêu cầu là tạo hành lang pháp lý để tổ chức và triển khai thuận lợi mọi hoạt động văn hóa trong khuôn khổ pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tối đa năng lực sáng tạo, sự đa dạng và năng động của văn hóa, tạo điều kiện hội nhập thị trường văn hóa quốc tế, chú trọng tính đặc thù của văn hóa, vừa bảo đảm phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn, và văn hóa phải là một trong các trụ cột để phát triển bền vững đất nước. Về nguồn lực, cần tiếp tục tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, khơi thông các nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện 1156 về cung ứng vốn tín dụng. Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ, thực hiện nghị quyết số 156 NQCP ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022. Đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng kịp thời, đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và hoạt động ngân hàng đúng hướng, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các biện pháp kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét đẩy nhanh tiến độ khai thác thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn sách Ngân hàng Nhà nước theo Nghị định số 31/2022 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn số 5075 gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Cục Cảnh sát Giao thông để thông tin thêm số lượng ô tô hết hạn đăng kiểm. Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý phương tiện hết niên hạn sử dụng và kiểm định ở các địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi thông báo kèm danh sách các ô tô hết niên hạn từ đầu năm sau. Cụ thể, có tổng cộng 21.040 ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong đó có 6.143 ô tô khách và 14.897 ô tô tải. Căn cứ theo danh sách này, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với 4.898 xe. Hà Nội ghi nhận 2.687 ô tô thuộc diện này. Đồng Nai có 1.387 xe. Còn Hải Phòng có 839 xe. Theo Điều 16 của Nghị định 100, việc điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết niên hạn sử dụng dưới 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền nêu trên, người điều khiển xe ô tô quá hạn đăng kiểm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, dựa trên nội dung tại Điều 16 của Nghị định 100. Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ tăng cường 2.400 phương tiện cho các bến xe. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, do ngày nghỉ lễ vào Chủ nhật nên được nghỉ bù ngày thứ hai. Kỳ nghỉ này phù hợp cho nhu cầu đi lại thăm người thân và các chuyến du lịch ngắn ngày.
Cũng trong dịp này, lượng khách dự kiến sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng khoảng 50% so với cuối tuần. Mặt khác, hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân khoảng 30-40% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy, lượng xe hoạt động trên tuyến cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Bên cạnh đó, vẫn có một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào một số thời điểm trong ngày cao điểm vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7, ngày 31 tháng 12. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!